Hi mọi người, à, mình tiếp tục với cái phần hai à, trả lời câu hỏi nha. À, tại vì mình quay cái chất lượng video nó nó khá là nặng á, chất lượng hình ảnh khá là sắc nét á cho nên là mình mình quay một khoảng 30 phút là mình úp rất là lâu, cho nên mọi người thông cảm nhưng mình phải cắt video ra. Mình quay hai lần, mỗi lần khoảng 15 phút là úp cũng phải có 1 2 tiếng mới lên á. Rồi. À, câu hỏi tiếp theo nha. Rồi. À, cho mình hỏi phòng thu ở đâu và có thể liên lạc qua zalo không à, rồi anh hay chị thì có thể liên lạc qua zalo mình zalo à, hoặc số điện thoại 0924 105 283 à, để mà sử dụng các cái dịch vụ của mình đó hoặc là hỏi đáp gì đó nhắn cho đó nhưng mà thường nếu mà hỏi không là chắc mình cũng cũng có thời gian để trả lời hết cho mọi người đâu nha à, phòng thu của mình thì ở địa chỉ là 401 21 à, Bình Lợi phường 13 Bình Thạnh Quận bình Thạnh, hồ chí minh nha à, có dịp thì à, anh chị có thể ghé ủng hộ mình nha rồi câu hỏi tiếp theo à, studio one với cubase thì shop nào dễ dùng và chuyên nghiệp hơn à, cubase và studio one đều là hai phần mềm à, thu âm mix nhạc làm nhạc rất là chuyên nghiệp được rất là nhiều anh em producer ở việt nam sử dụng à, cubase thì là nó um, nó cũ hơn, có nghĩa là ra đời sớm hơn còn Studio One thì à, ra đời sau này tầm 29 hay 20, 2010 gì đó. À, thì mình thấy là trước đây mình cũng sử dụng Cubase rồi, nhưng mà có cơ duyên làm việc à, với phần mềm Studio One à, và sau này mình cũng thấy là nhiều anh em à, có chuyên môn tay nghề sau này á à, thì anh em producer chuyển sang à, dùng Studio One khá là nhiều và được đánh giá cao rất là ok. Á. À, mình cũng dùng quen Studio One và mình cũng rất thích phần mềm này và mình à, cài phần mềm cho mấy anh chị à, à, dịch vụ cài phần mềm á thì mình thấy là Cubase nó rất là dễ bị thoát ra nó hay bị cái lỗi đó còn Studio One thì à, sử dụng chung một project nha thì bên Cubase nó nó nặng máy hơn nó tốn CPU hơn thì mình thấy Studio One thì nó nhẹ hơn đó. còn cái mức độ chuyên nghiệp thì mình thấy hai phần mềm đều chuyên nghiệp ngang nhau mình đều đánh giá cao hết nha đó cho nên à, mọi người cũng đừng có quá quan tâm về phần mềm nào chuyên nghiệp hay hai phần mềm nào hai phần mềm này đều chuyên nghiệp nha miễn sao mọi người dùng quen phần mềm nào thì cứ dùng tiếp thôi nha. không cần quan tâm cái mức độ chuyên nghiệp nó đều là những phần mềm chuyên nghiệp của nước ngoài rồi nha cứ yên tâm sử dụng rồi câu hỏi tiếp theo nha minh hoàng ba bốn tám năm công cụ PSE này bỏ vô nó làm thay đổi màu giọng vô cổ đi khá tối nên phải làm EQ nâng dải E lên từ 12 000 ngàn VST này cũng tạm thôi nhưng chuyên nghiệp chuyên nghiệp hơn thì phải dùng con khác đỉnh hơn chắc chắn rồi à, chuyên nghiệp hơn thì chúng ta không có nên dùng à, các cái dạng à, các cái dạng lọc tập âm theo kiểu ngưỡng này theo dạng gây này thì cái à, con PSE này nó cũng gần tương tự như cái con à, R vóc à, nó cũng có cái chế độ gây à, tới cái ngưỡng nào đó thì nó sẽ cắt bỏ đi nó nó sẽ không có ảnh hưởng đó, thì nó phải đạt đủ cái độ to nào đó thì nó mới mới cho qua còn nhỏ hơn là nó loại bỏ đi. thì cái các cái dạng plugin này chỉ dùng để highlight thôi nha chứ còn à, thu âm chuyên nghiệp không ai dùng plugin này để lọc tập âm cả. À, mọi người có thể dùng cái lọc tập âm của bộ quay hoặc là bộ izotope rx nha lọc theo tần số thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn. À, nhưng mà tại vì các cái plugin lọc chuyên nghiệp theo tần số không nó rất là nặng bỏ vô cái là nó à, uh, nó trễ tiếng và nó nặng máy cho nên không hát like được ở trường hợp này chúng ta chỉ sử dụng lọc tập âm à, uh, PSE này dùng cho uh, khi hát thôi nha uh, rồi mà bạn nói là mình cũng đã trả lời cho bạn này rồi nhưng mà mình giải thích thêm cho mọi người cái việc mà bỏ vô mà nó làm thay đổi cái màu giọng vocal đi khá tối là mọi người dùng sai cách <laughs> mọi người xét cái ngưỡng nó hơi, hơi hơi thấp quá thì nó ăn luôn vào cái giọng hát quá nhiều nha mọi người xét lại cái 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 à, cái ngưỡng của nó mọi người xem cái video hướng dẫn của mình nha. mình đã làm video hướng dẫn sử dụng cái PSE để hát livestream rồi á à, mọi người lục video đó để xem lại nha rồi à, câu hỏi tiếp theo nha hai lâm đông ơi à, gì hoa tươi phố hoa hai lâm đông ơi vì sao thu âm trên studio One nghe rất hay và hát <laughs> và hát live âm thanh nó nghe kh... nghe không hay vậy đông Có thể chia sẻ bí quyết được không? Thu âm thì nghe hay mà hát live nghe không hay. Ok, à, giải thích luôn. Thì à, tại vì sao mà khi mọi người livestream nó không hay bởi vì nhiều lý do, thứ nhất là mọi người lấy âm thanh hát live thì hầu như mọi người sẽ hát trên cái Aseo Link Pro mà khi âm thanh chạy qua Aseo Link Pro á à, thì nó sẽ bị một cái là À, nó giảm chất lượng âm thanh là một. Cái đó nó sẽ giảm nha, Link Pro nó sẽ giảm, nó sẽ không hay bằng uh, nó độ sắc nét nó không cao bằng khi mọi người thu trực tiếp bằng cái sao cắt, bằng cái driver sao cắt thật. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mọi người đẩy cái là âm thanh lên like á thì cái gọi là cái mạng xã hội á, cái nền tảng nó sẽ bóp cái băng thông lại cho cái âm thanh nó nó nhỏ hơn cái dữ liệu nó nhỏ hơn thì từ đó là cái chất lượng âm thanh chúng ta nghe nó sẽ không hay bằng khi mà chúng ta nghe trực tiếp trong phần mềm đó đó là lý do tại sao mà khi lên livestream âm thanh lúc nào nó cũng dở hơn đó. thì ví dụ trong phần mềm chúng ta nghe ở chất lượng file hoặc là file mp3 320 đúng không à, 320 kbps á. nhưng mà khi chúng ta live lên facebook lên youtube đi go á, thì nó bóp đâu đó tầm khoảng 128 thôi hoặc là 192 thôi chắc không tới 192 đâu nó bóp làm cho băng thông của chúng ta nó uh, nó nhỏ mà tại vì nếu mà ai cũng like mà chất lượng cao á, thì dữ liệu truyền đi nó nhiều làm cho cái chất lượng hình ảnh nó chất lượng âm thanh chúng ta nó nó nhỏ đi nó ít đi đó cho nên là đó là chuyện bình thường nha <laughs> khi like lúc nào cũng không hay bằng khi mà chúng ta nghe trực tiếp âm thanh trong phần mềm ha phải chấp nhận điều đó uh, thì hay à, nói chung vậy thôi chúng ta không thể nào khắc phục được khi mà chúng ta livestream trên các cái nền tảng mạng xã hội được nó sẽ bóp băng thông của chúng ta làm cho cái chất lượng âm thanh cả âm thanh và hình ảnh nó không không có sắc nét được không có rõ nét được nha thì phải chấp nhận thôi rồi không có tên số không à rất dài quá ta rất cảm <laughs> <laughs> Nhìn dài quá lười đọc luôn á Rất cảm ơn em đã chia sẻ kiến thức bổ ích Và cần thiết về thu âm cho những người mới Vì phải luôn mò mẫm Tìm tòi cách thức thu âm Sự lý âm thanh mà không hiệu quả như vậy Việc thu âm tại nhà bị lẫn nhạc nền Thu âm tại nhà mà bị lẫn nhạc nền luôn là vấn đề rất rối. Em có thể hướng dẫn cho mọi người không? Lý do chất lượng thiết bị hay setup được. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi. À, thu âm tại nhà mà nhạc nền nó dính vào cái micro là do tai nghe Mọi người nên sử dụng cái tai nghe kiểm âm dạng close back Dạng close back nha Còn ví dụ như mình Đây, mình chuyển camera ra cho mọi người xem Đây là cái tai nghe open back AKG, K, AKG K240 MK2 Thì đây là dạng semi open Tức là âm thanh nó sẽ lọt vào micro nếu mà đeo Khi mà mọi người thu âm mà đeo tai nghe này thì ít nhiều nó sẽ bị lọt vào đây À. Còn không, mọi người có thể mua các cái dạng tai nghe nhỏ nhỏ như thế này à. Cái này cũng là dạng tai nghe monitor mà dạng đóng á Nó cũng không có phát được âm thanh ra nhiều à. Rồi nếu mà mọi người không có tài chính để mà mua cái tai nghe close back Tai nghe à, kiểm âm đóng á Thì mọi người sẽ để cái volume nhạc nền nó nhỏ thôi đủ để mọi người nghe thôi nha đừng có to quá thì nó sẽ thu vào micro ok chưa đó thì cách xử lý khi mà chúng ta không có tài chính để chúng ta mua cái tai nghe kiểm âm dạng tai nghe đóng đó rồi một một phần lý do nữa là có thể là cái phòng của mọi người á à, cái này chắc cũng không 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 phải là lý do lớn đâu thì thường home studio là mọi người um, thu vào thì nó sẽ có một xíu vọng là chuyện bình thường nhưng mà quan trọng là cái tai nghe thôi chứ cần uh, home studio mà đúng không anh <laughs> tại bedroom studio mà làm sao mà có thể là cách âm tiêu âm nó tốt được ha thì nói chung là mọi người có hai cách có hai phương án xử lý một đó là mua tai nghe close back hai đó là giảm âm lượng nhạc nền xuống nha đừng có to quá rồi câu hỏi tiếp theo qua đây dương quốc trân trận dương quốc trân như đây đó, đã chỉnh sửa luôn hả <laughs> comment gì rồi mà sửa lại cái khác hả rồi anh ơi khi mixing mình dùng com thường hiệu quả hơn hay là com dynamic hiệu quả hơn uh, com dynamic hiệu quả hơn com dynamic thì nó sẽ tác động vào chi tiết từng cái vùng hơn còn cái com bình thường á nó tác động từ tầng trầm cho đến tầng cao một cái tỷ lệ nén một cái attack một cái release như nhau cho nên là à, tốt hơn hết thì chúng ta nên à, nếu mà dùng Gọi là kiểm soát tốt á Có cái hướng xử lý tốt Thì nên dùng com dynamic nha Nó sẽ ok hơn Nó sẽ chính xác từng cái vùng Mà muốn chúng ta muốn tác động Nha Rồi Còn tiếp theo uh, Kevin Nguyễn Bạn ơi uh, Bây giờ Macbook M1 có cài được Studio One Và Xài được Atutune không bạn uh, Macbook M1 uh, uh, Từ Macbook M1, M2 Ờ uh, thì hình như là không có cài bút cam để mọi người uh, à trước tiên là nếu mà xài trên mac nha nếu mà xài trên mac thì uh, không được auto tune <laughs> không được nha thì có một số nơi uh, thì như cài được cho mac hai á nhưng mà mình thấy là các cái bản nó nó không có đầy đủ nó bị thiếu hình như auto -tune access thì vậy à, còn m 1 m 2 còn trước đây thì MacBook thì chúng ta sẽ chuyển sang dạng là bootcam á Chuyển sang cái dạng bootcam để chúng ta cài Win Chạy trên cái Mac này Thì chúng ta có thể cài thoải mái Nói chung á là trên Win là, là sử dụng đầy đủ các cái plugin chúng ta cài nó thoải mái hơn Còn trên Mac là hạn chế lắm nha Rồi câu hỏi tiếp theo nha Martin thu xong mới để plug in hình như hình như nãy bạn bạn này có hỏi mình rồi đúng không ta có hỏi gì ta à, rồi à, thu xong mới để plug in vào hay để vào trong lúc thu luôn à... tại vì á, các cái hiệu ứng này này mọi người nhìn trên phần mềm này tại vì mọi người thấy là các cái hiệu ứng này á, là khi mình mình tắt đi á, là cái ví dụ mình cho dù mình để trước hay để sau Nhưng mà khi mình tắt cái hiệu ứng đi á, Là giọng mình nó trở về giọng mộc à Cho nên là để trước để sau không quan trọng um, Mọi người đừng có để cái auto tune là được rồi Còn các cái hiệu ứng vang hay là uh, Các cái hiệu ứng uh, uh, Com, eq đồ đó Thì mọi người để trước hay để sau Cũng không quan trọng Miễn sao mọi người bỏ vô Mọi người thấy hát thoải mái là được Đừng có bỏ auto tune là được rồi um, Bỏ auto tune uh, Nếu mà mọi người để nó vừa phải thôi đừng có làm méo cái giọng quá thì được. Đó, mình á, thì lúc mình thu âm ở đây á, thì mình, à, trong phòng thu của mình á, thì mình à, có để hiệu ứng nha, mình có để vang, có để một xíu com, có để EQ một và một để một chút autotune để mọi người hát nó thoải mái hơn, à, hát nó feeling hát cảm giác nó hay. À, hát nó hay. Đó chứ còn nếu mà để mọc quá thì thường là những người mới lần đầu thu âm mọi người ơi, trời ơi cái giọng gì mà ghê vậy. <laughs> Đó cho nên là mình muốn À, cái cảm giác là người thu vô thu là thế nó hay luôn. À, mình sẽ chỉnh chân phô lại. còn nếu mà bạn thu ở nhà, mà bạn không có ngại á, à, thu ở nhà không có ngại ngùng gì hết, muốn thu cái giọng thật đó thì tắt hết hiệu ứng đi, nha. cho nó chính xác cái giọng mình mình xử lý nó nó ok. còn mình đây mình thu à, cho khách á, mình muốn là khách thoải mái, mình không muốn là khách ngại ngùng cho nên là mình sẽ để hiệu ứng mà để nhẹ thôi. Miễn sao là người ta thoải mái người ta hát, à, thể hiện hết cái khả năng khi đến phòng thu là được nha chứ còn các cái plug in này bật hay tắt thì thì nó khi mà tắt đi hết thì nó sẽ trở về cái giọng mộc thôi cho nên mọi người để trước để sau cũng không quan trọng đâu nha hết chưa hết chưa hết rồi đúng không ok hết quá rồi mừng quá rồi xong đây là xong 18 câu hỏi mình đã trả lời cho mọi người nha thì à, à, mọi người cứ comment phía dưới đi À, chắc tầm uh, um, hai tuần mình sẽ gom các cái câu hỏi mà mọi người hỏi về cái chuyên môn này trong cái thu âm mixing mastering này về tập trung vào vocal đó thì mình sẽ trả lời cho mọi người thì các cái câu hỏi bên ngoài nếu mà mình uh, nằm trong cái phạm vi kiến thức của mình mình biết đó thì mình cũng sẽ trả lời cho mọi người luôn nha ok à, thì đây là clip thứ hai trả lời các cái câu hỏi mà mọi người comment ở trên cái kênh youtube của mình à, thì rất cảm ơn mọi người đã gửi câu hỏi đến cho mình nha mọi người quan tâm cái kênh youtube của mình mình rất là cảm ơn um, rồi clip tới đây thôi à, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip khác của son studio nha bye bye